Kính thưa cộng đoàn phục vụ thân mến, chúng ta bước vào Chủ nhật 13 thường niên, chu kỳ 5B. Sứ điệp lời Chúa hôm nay đề cập đến niềm tin. Chính nhờ lòng tin, Đức Giêsu đã cho người đàn bà bị băng huyết 12 năm được khỏi bệnh và được con gái ông Giai được sống lại. Trước sứ điệp lời Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta cần kiểm điểm lại lòng tin của mình. Lòng tin nơi mọi người có giúp cho mình nhận ra quyền năng cao cả của Thiên Chúa và thôi thúc để sống bác ái không? Với lời đề cập vấn của sứ điệp lời Chúa hôm nay, chúng ta hiệp dâng thánh lễ, xin cho mọi người chúng ta hết lòng tin Chúa bằng việc làm cụ thể hàng ngày để chứa tỏa niềm tin của mình ra trước mặt mọi người. Kính mời cộng đoàn đứng cùng ca đoàn hát ca nhập lễ. Thank you.
Xuống thuyền sang bờ bên kia, một đám rất đông tụ lại quanh người. Lúc đó người đang ở trên bờ biển hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Jaya đi tới, vừa thấy Đức Giêsu
ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi, xin ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu chữa và được sống." Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn người. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều, đến tán gia bại sản mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau người và sờ vào áo choàng của người, vì bà tự nhủ: "Tôi mà sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa." Tức khắc máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó, Đức Giêsu nhận thấy có một năng lực từ nơi mình phát ra. Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi?" Các môn đệ thưa: "Thầy coi, đám đông chen lấn thầy như thế mà thầy còn hỏi ai đã sờ vào tôi?" Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt người và nói hết sự thật với người. Người nói với bà ta: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh." Đức Giêsu còn đang nói thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa?" Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Rồi người không cho ai đi theo mình trừ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông là ông Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giêsu thấy cảnh ồn ào và người ta khóc lóc kêu la ầm ĩ, người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Họ chế nhạo người, nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, rồi đưa cha mẹ đứa trẻ và những kẻ theo người cùng đi vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: "Tali thakum," có nghĩa là: "Này bé, thầy truyền cho con, trỗi dậy đi." Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức người ta sửng sốt kinh ngạc. Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy và bảo họ cho con bé ăn. Tin mừng hôm nay tường thuật lại việc Đức Giêsu thực hiện phép lạ chữa lành bệnh cho một người phụ nữ băng huyết và cứu sống con gái ông trưởng hội đường. Hai phép lạ này có hành động giống nhau là chạm. Cả hai đều chạm đến Chúa và được Chúa chạm đến. Với trường hợp người phụ nữ bị băng huyết, sau khi đã chạy thầy chạy thuốc đến tán gia bại sản mà vẫn không khỏi, bà đã tìm cách chạm đến người: "Tôi mà sờ được vào áo người thôi là sẽ được cứu." Vì niềm tin vững mạnh cùng với hành động can đảm, bà đã được chính Chúa Giêsu chạm đến và chữa lành bệnh. "Lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh." Trường hợp ông trưởng hội đường cũng vậy. Đứng trước cái chết của con gái mình, ông đã can đảm hạ mình xuống dưới chân Chúa để nài van ngài cứu chữa cho con mình. Ông đã chạm đến Chúa để rồi với niềm tin cậy và đặt trọn hy vọng vào Đức Kitô, ông đã được Chúa chạm đến mình. Chúa Giêsu đã an ủi và thêm niềm tin cho ông: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Tin là được Chúa chữa lành. Trong cuộc sống, nhiều lần Kitô hữu được chạm đến Chúa Giêsu qua lời Chúa và Thánh Thể. Tuy nhiên, nhiều lần chúng ta chạm đến Ngài một cách hời hợt, không ý thức hoặc thiếu niềm tin.
Do đó ta không được Chúa chạm đến để rồi không có sự chữa lành, biến đổi trong cuộc sống. Vì thế, việc chạm đến Chúa với niềm tin, lòng mến và để Ngài chạm đến với sự khiêm nhường, phó thác là điều thiết yếu trong cuộc sống lữ hành của Kitô hữu chúng ta. Lạy Chúa, xin gia tăng niềm tin, cậy mến nơi chúng con, để chúng con biết tìm cách chạm đến Ngài qua Thánh Thể và lời Chúa. Từ đó, chúng con cảm nghiệm được tình yêu cùng sự chữa lành của Ngài. Amen.